Bây giờ sẽ biến hình làm người trở lại, một chân đạp vô một chân rút ra cho trải nghiệm biến hình làm người cá. Ủa em ơi, không gà đâu đi vô nữa hả? Rồi lận đuôi cá ra đi, mang đuôi cá vô nó mới phê thôi cho nội. Ủa nhưng mà chân bạn bự hơn chân tôi không? Chắc chắn rồi. Thôi vậy nó coi nó giãn, nó cũng giãn rồi đó, mang vô. Ôi, cái này giãn không là giãn rồi. Đúng rồi, giãn rồi. Đừng có hồ nha. Nó giãn rồi. Này lỡ bị giật bẻ sao? Nó sợ giãn không? Không. Má kêu đổi cho đuôi mới luôn rồi. Chưa bạn đổi. Bè mà nó không sợ gì đúng không? Để mai là không chứ thay về. Vậy đúng, đúng rồi. Thầy Michael bữa nay là lên một level mới, lên người cá luôn, mang vô là làm người cá rồi, là không còn gọi là người ếch Michael nữa mà bơi được là thành người cá Michael luôn á. Mấy em ơi, lại cổ động viên cho thầy đi, thầy làm người cá rồi nè, thầy tiến hóa rồi nè. Anh Long quay phim cho Michael giùm Tio đi. Không, anh cứ mang vô xỏ chân vô hết cỡ ơi. Quay cho Michael giùm Tio đi. Bơi một tiếng tiên cá 500 ngàn nha mọi người. Tôi mới dạy nha, ít hơn không dạy đâu đó nha. Ít hơn để Michael dạy. Có dạy miễn phí không bạn? Miễn phí cho những bạn mua đồ bơi tiên cá tiêu. Rồi cảm ơn anh Hương. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn tại câu lạc bộ tiên cá. Tạm biệt mọi người.